Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay cái ngày đó đang tới đây. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ Ngọc đang chuẩn bị trên đường ra sân bay. Thì chuyến bay của ngày hôm nay là 12 giờ 30 phút trưa. Hiện tại bây giờ là 9 giờ 20 rồi. Giờ đi tới sân bay là 1 tiếng đồng hồ. Thì tới đó tất cả mọi thứ là rất là gấp rút để đi luôn á mọi người. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi video đi về Việt Nam của Ngọc lần này nha. Yay, chạy đi. Đi. Mang nhà vô. Cô cứu coi chay nè, tính nó làm, tính nó về Việt Nam mà nó làm y như đi siêu thị vậy, nó đem theo 3-4 con. Thôi một con thôi con. Một thôi, một em thôi, đừng kinh nhiều em quá không được. Máy bay không cho. Người ta cho có mình con là hết rồi đó. Con Rinh thêm 4 em nữa em ngồi đâu? Một em thôi. Đây nè mọi người ơi, thì bây giờ Ngọc đã ra xe rồi. Thì hôm nay Ngọc sẽ chạy, cái hành trình nó sẽ là như thế này. Các bạn biết thì Ngọc có 3 chiếc xe. Một chiếc là Cadillac, một chiếc là Toyota 4Runner với một chiếc Toyota Prius. Thì chiếc xe mà thường ngày hai vợ chồng chạy là Cadillac với lại Toyota 4Runner. Rồi cái chiếc Prius này thì Ngọc để, Ngọc không có chạy tại vì bị dư á. Nên là hôm nay là Ngọc sẽ lái chiếc xe này, tại vì từ nhà Ngọc tới sân bay là cỡ chừng 1 tiếng đồng hồ lận. Nếu mà Ngọc gửi xe sân bay á thì sẽ rất là mắc tiền. Là một gửi xe, tại vì chồng Ngọc đi 3 tuần á là gửi xe sân bay rất là mắc, nên là Ngọc có cậu của chồng Ngọc ở gần sân bay, nên là tụi Ngọc sẽ lái chiếc xe này tới nhà của cậu dựng ở đó. Xong rồi cỡ chừng 15 phút là cậu lấy chiếc xe truck á, cậu chở đi ra sân bay giùm. Rồi để chiếc xe ở nhà cậu, rồi cho cậu mượn, cậu chạy, cậu muốn làm gì thì sử dụng, làm gì làm. Rồi cậu sẽ giúp, tại vì cậu cũng là người có một cái chiếc xe tải lớn để giúp hai đứa chở hàng ra sân bay. Tại hiện tại nếu mà đi chiếc xe này thì không thể đủ. Hiện tại bây giờ chỉ có 2 cái thùng đủ xe thôi các bạn. Nên là cách đây 1 tuần lễ, Ngọc với chồng Ngọc đã chở 5 thùng đồ đi lên nhà cậu để 5 cái thùng đồ đó. Thì bây giờ chỉ cần chở 2 thùng đồ nữa là nó đủ thôi. Thường thường là nếu mà cái chiếc máy bay này á là đi chở được cái gì á? What's wrong? I go. Oh, I'm just going to the cars to get the anything else that we might need out of them, and then maybe find some bar. Thì mỗi người được 2 thùng đồ, nhưng mà Ngọc bị dư nên Ngọc đóng thêm 1 thùng đồ nữa là thành 7 thùng đồ. Thì 7 thùng đồ sẽ phải có xe tải chở đi mới được, chứ còn mà xe thường thì chở đi không được luôn. Có gì con? Có gì chay? Đây nè mọi người ơi, thì đây là hành lý nè mọi người. Đó, các bà chay bữa đi kìa kìa. Nay mấy nhân vật này ở đâu rồi? Mặc đồ vest rồi ngồi toàn là trai đẹp không kìa mọi người ơi. Wow. Đây nè mọi người ơi, thì Ngọc đang ngồi lên trên máy bay đây. Hồi nãy giờ các bạn thấy mặt mệt đường luôn, là tại vì đi vô sân bay trễ giờ, tất cả mọi thứ rất là mệt luôn. Phải có mặt sân bay 3 tiếng đồng hồ trước khi bay. Còn Ngọc với chồng Ngọc chỉ có mặt 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi bay thôi. Rất là may mắn hai vợ chồng dẫn Ngọc lên ngồi trên chiếc máy bay. Thật sự là nãy giờ mệt luôn. Đó, chay cũng có ghế của chay ngồi, mọi người đều ngồi xuống chuẩn bị bay rồi. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái chuyến bay này nha. Đó, cô chú con nó quậy nè. Có mền nè các bạn, có mền, đắp mền. Có nước uống. Malaysia, Bangkok, Thailand, Singapore, Guam. Those passengers do not need this form. This is only for entry into South Korea. Make sure let flight attendant knows. We do appreciate your cooperation. Đây nè mọi người ơi, may mắn thay là trên chiếc máy bay này có wifi. Hiện tại là Ngọc vẫn đang coi được YouTube, Ngọc vẫn đang nói chuyện ở trên Facebook được. Rất là mừng luôn, nhưng mà không biết là chừng nào nó sẽ cắt đây, nhưng mà có được chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà các bạn, trên máy bay vẫn sử dụng điện thoại được, vẫn mở máy quay phim được nha các bạn.
khỏe chứ không mấy ngồi mười mấy tiếng hồ chán lắm. Chạy 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 để mày nói chuyện cô chú không? Cô nói chuyện cô chú không? Hello cô chú đi. Im đó chị thăm bà ngoại nha. Ngồi im ngoan nha chứ. Đừng có phá nghe chưa. Đây đây là chuyến bay của Ngọc đây. Chuyến bay từ đây cho tới Korea là 13 tiếng 16 phút. Đó. Đó, giờ tới giờ ăn nè các bạn. Đó, cô chú ơi, chơi giờ bây giờ được ăn cookie. Đó, ồ. Really?
tự đòi ăn, tự ăn chứ làm còn chưa giúp đỡ là không chịu. Spoon, ừ đó, spoon đó, spoon là muỗng đó. Ăn đi con, lấy muỗng ăn cho ăn cái trái sò ăn. Thế ba ngoại gì vậy, bà già đắng không? Lấy muỗng ăn, ăn trái sò ăn. Vậy là quất hết bình sữa rồi đó, đòi đòi sữa chứ. Strawberry, đúng không? Có chocolate nữa, có sữa. Ăn đi. Ừ, ăn đi, ăn đi. Bà đói quá. Rồi bánh mì, ừ, ăn đi. Bà là bà nói dữ lắm, không, bà không cho ai đụng vô đồ, cái gì vậy đồ của bà. Đúng rồi. Rồi đó bà tự xử. Orange juice. Cái đó là cái này là bơ đó con, bơ để ăn chung với bánh mì đó. Ừ. Con ăn đi. Dĩ ăn đi, trứng nè, trứng của con nè, con thích trứng nè, trứng với lại xúc xích đó. Trốn dễ sợ luôn. Này, này Ngọc ăn này cho chắc cùng các bạn ơi, ăn cơ ăn cái gì ăn chứ chăm cơm cho khỏe. À Ngọc quên nói cái này cho các bạn nghe nữa. Khi mà nãy Ngọc chơi wifi á, thì Ngọc chỉ chơi được trong vòng có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi là hết wifi rồi. Tại vì mình bay qua mấy cái dãy núi dãy đồ kia, thì lúc mới đầu lên thì chơi wifi được. Từ lúc lên tới giờ là không còn chơi wifi được nữa. Còn Ngọc có cái tính, Ngọc không có thích chơi game ở trên cái màn hình này, giống như là coi phim. Ngọc chỉ thích nằm đó, rồi nói chung là cứ thích nằm đó và ngủ. Với lại nói chung là trên cái chiếc máy bay này chơi rất là giỏi luôn con chú ơi. Không hề chạy tới chạy lui, mẹ dẫn đi rồi xong về ghế ngồi lại ngay lập tức. Rất là giỏi luôn, cảm thấy đỡ lo lắng. Nhưng mà Ngọc muốn nói thêm cho các bạn cái chi tiết là chỉ chơi wifi được 1 tiếng đồng hồ thôi, chứ còn không được chơi hết nguyên chiếc máy bay. Để cho các bạn, lỡ các bạn có nghĩ là thử chơi được hết nguyên chiếc máy bay không, có chỉ được 1 tiếng đồng hồ thôi. Jay, what you doing? Thì đây nè mọi người, bây giờ Ngọc đã lên máy bay để chuẩn bị bay 6 tiếng đồng hồ để về Việt Nam. Jay thì đang rất là mệt để chuẩn bị ngủ rồi, thì hy vọng là 6 tiếng đồng hồ này sẽ bay rất là lẹ luôn. Tại vì hiện tại là 3 người nào cũng rất là mệt luôn và rất là háo hức được về nhà để gặp ba mẹ, gia đình và tất cả những người thân yêu. Thì xin mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi cái video clip của ngày hôm nay, cái chuyến hành trình về Việt Nam của Ngọc và gia đình nha. Đó, Jay nè cô chú. Chay mệt đuối luôn rồi cô chú ơi, chay là chay chuẩn bị ngủ rồi. Hồi nãy giờ là chạy ở trong sân bay chạy quá trời chạy, bây giờ lên tới đây là mệt mỏi rồi. Để phải gọi cho ngoại, để ngoại nhà ngoại nấu cho em nồi cháo đi, cho về em ăn cháo xong em ngủ nha. Ok, chắc ơi nghe còn non đó nghe. Oh, thank you. Yes, please. Thank you. Đó, cái chị nhân viên mới vừa đem lại một cái tay phone để nghe, với lại cho chay mấy cái này để vẽ nè. Thôi để cho ngủ đi, bây giờ bài vẽ chi nữa trời. Đây là các bạn, cái chuyến từ Hàn Quốc về Việt Nam cũng có đồ ăn, tại vì chuyến này là chuyến có bữa tối á, nên đây là cái bữa thức ăn tối. Thì có 3 món cho lựa chọn là cá với gà với bò, thì Ngọc chọn là bò với lại mì. Kế bên cũng có bánh mì, cái này là một miếng thịt nguội với lại rau,
nè cô chú. Đây ngủ rồi. Oh, it's so warm here. Yeah, 65 second on the board. Passenger Michael Bailey, passenger Chinese. Just taking us somewhere. Taking us exactly where we're supposed to go, I guess. JD, say hi. Đây nè cô chú ơi, bây giờ đang chờ 3 tiếng đồng hồ nữa mới lên máy bay đi về Việt Nam. Chay đang chạy vòng vòng ở trong khu này. Ở trong khu này có công cha luôn nè cô chú. Đây nè các bạn, đây là một vòng sơ sơ về cái sân bay của Hàn Quốc cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Cây xanh đồ này kia trang trí mọi thứ rất là đẹp, sạch sẽ. Có một cái khu dành cho nít chơi nè các bạn. Rất là vui luôn. Ở đằng đây, đằng kia là shopping. Đây nè các bạn, đây là cái chỗ bán những cái đồ rượu, rồi dầu thơm, mỹ phẩm, rồi của Hàn Quốc nè. Nhưng mà Ngọc sẽ không có mua một cái gì hết. Ngọc muốn mua nhưng mà Ngọc không thể mua được. Tại vì các bạn biết sao, Ngọc phải xách hai cái hành lý này, chồng Ngọc chảy một chay. Cái vỏ chồng Ngọc đeo ra rất là nặng và mệt mỏi rồi, nên sẽ không mua một cái gì hết. Để khi mà về Việt Nam xong rồi đi du lịch những cái chỗ khác thì Ngọc sẽ muốn mua cái gì Ngọc mua. Chứ bây giờ ở đây là hiện tại là Ngọc đang rất là mệt luôn rồi, không thể muốn mua gì nữa hơn nữa rồi. Công nhận cái sân bay rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, hồi nãy giờ là đang đứng ở cái cửa số 234 này. Bây giờ tất cả các cô chú xếp hàng vô để chuẩn bị lên máy bay đi về Việt Nam đây các bạn ơi. Còn 6 tiếng đồng hồ nữa. Rồi. Cái gì vậy trời? Gì? Đi lên máy bay mà giờ còn đi đâu, đi đâu nữa trời. Cái con này thì lại ba nè, ba daddy, go find daddy, where's daddy. Đây nè mọi người ơi, thì bây giờ là Ngọc đang đứng ở chỗ mà đợi hành lý ra nè. Và giờ hiện tại bây giờ là 11:25-27 tối là chuyến máy bay đáp xuống đó. Sân bay tối nay thì nói chung là cũng không có bận rộn gì mấy. Chay chuyến bay này nói chung là cũng thành công tốt đẹp. Chiếc 32 phải. Hai phải. Rồi đi xuống ăn kẹo. Nãy giờ nó đầu con heo màu hồng đó, để bà ngoại đem heo màu hồng ra cho Chay nha. Ăn sầu riêng không? Ăn sầu riêng không? Ăn sầu riêng Việt Nam không? Đó, coi nó bây giờ nó không chịu ngồi trong xe nữa. Hồi nãy thật sự là rất là vui luôn, tại vì trên chuyến máy bay á. Chay đi, để mẹ nói chuyện cô chú chút con. Trên chuyến máy bay á, được gặp rất là nhiều cô chú có coi YouTube của gia đình, rồi xuống bước xuống máy bay cũng gặp được cô chú coi YouTube của gia đình nữa, thật sự là rất là vui luôn. À với lại đi với Chay á, là được ship hàng xuống trước, chứ còn mấy mọi người mà chưa có xong á, là ship hàng đứng ở trên kia sau, tại vì có con nít á, nên là mình được xuống trước. Chứ để đứng nó khóc là mệt ta. Ăn là nguyên cái chuyến bay này nó cứ đòi candy, cứ đòi kẹo miết luôn. Ai cô chú nào gặp ở ngoài cũng nói nhỏ như cục kẹo vậy đó, mà quậy không ai quậy bằng. Yeah. Vô còn lấy đồ. Nãy giờ mami hả? Mami nãy giờ nè. Mami. Mami. Đây đi về con, đi về con. Đi về về. Baby say hi to to one. Nhiều quá đi Vinh. Quà là anh chọn không biết ai vô ai. Ai YouTuber. Giờ em cái này có bọc đâu. Nãy giờ nước mami mà mi. Wow. À nãy giờ vui không? Nãy giờ vui không? Cười thăm hả? Cười thăm hả? Hello con. Lâu quá trời lâu luôn, đợi quá trời lâu luôn. Xuống rồi. Về bây giờ kêu xe đi bảo.
chơi một chiếc chả thấy đông. Vui không? Vui không? Vui. Không được bây giờ ai cũng đầu ai cũng bỏng được đó. Không có lẽ. Không phải hả? Khỏe. Ok. Có đứa bụng không? Dưa 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 dưa. Đứa nào cũng ốm nhôm, con cũng ốm, thì Quỳnh cũng ốm mà chay cũng ốm luôn. Kêu cái xe để con kêu cái xe bảy chục nè. Lưu tóc phèm thôi, phèm cao. Yeah. Trời má mi giờ 33 là cái mà chuyển luôn. Tóc bé cao quá nhìn nhanh. Cũng như ghê luôn. Chi cố đang có gom đồ bánh gì nữa nãy có không? Bây giờ là cái này cái xe cũng sang chở hết rồi. Xe đây còn ba chở ba đến sao mất rồi. Đó, bây giờ là đi ra xe đi về nè mọi người ơi. Chay đói bụng quá, quất cây cheese. Nửa nửa ngoài kìa, ngoài cheese cheese nữa kìa. Bãi mang, bãi mang, mang. Đi đi xem năm độ không đi nhé. Ra ngoài đi con. Ra ngoài đi con. Giỏi. Yeah, giỏi quá. Giỏi. Ngon quá. Có bao nhiêu làm dạ. Thank you đó, thank you đó chứ. Thank you. Đó mà cho thêm kiều có thấy không? Dạ. Thank you. Mệt đi con. Thank you mệt rồi. Về tới nhà đây mọi người ơi. Hello, hello. Trời ơi, hai chị em ốm giống nhau. Trời ơi, hai cái xương đang ốm nhau. Hai bộ xương. Tôi nằm mơ. Tôi nằm mơ, chứ thấy tự nhiên mấy răng nó hôn mà nó đen dữ. Trời ơi. Gì vậy? Làm con dồn dập quá hả? Làm con dồn dập quá. Mẹ ngưng. Vô vô nhà vô nhà. Yeah, vô. Welcome to the house. Dạ yeah, Tâm. Làm gì vậy? Đây nhà mới đây ạ. Dạ dạ dạ. Nhà mới đó. Tí đi lên tận lạc mở giò nha. Ôi trời, đồ ăn quá trời đi. Đồ ăn mà, là đồ ăn mà tưởng là sinh nhật không ấy chứ. Đây này có chai Tâm lại quay với cô cho mọi người coi nè. Đây là có gỏi nè, gỏi ngũ sắc, gỏi gà ngũ sắc. Có cháo gà, có cơm gà. Với lại ở đây nè, có cái bánh kem của cô Oanh mua qua nè. Mừng gia đình cháu Ngọc trở về Việt Nam nè. Bông hoa đồ quá trời luôn. Cảm ơn cô Quang nhiều. Đó. Bây giờ là tất cả đều quay đây. Bây giờ leo lầu đó. Đây là cái này sẽ rất là thuận tiện với chai. Đây là nhà ngoại coi nhà đẹp không? Nhà đẹp quá hả? Xách vali này đi bỏ rồi, xách mấy cái vali này. Đi, đi ra đi ra đi. Đi đi con. Đi đi con. Rồi, can have strong legs by the end of the trip. Chị đi. Trời ơi, cho chị đi lên đây là đuối luôn nè, đẹp không?
Yeah. Thôi đừng có để mình bông đó, không để mình bông đó. Vui quá. Nhà có chay nè. Yeah. Yeah. Ok ha. Nhà này có chay nè. Hey, we chop it. Mẹ Ngọc có để cái tấm hình Ngọc ngày xưa nè, thấy thương không? Mặc váy đồ này chiếc nọ đó, Ngọc ngày xưa đó, chay giống y chang vậy đó, đẹp gái y vậy đó. Nói gì nói tôi có hiểu à. Ủa còn mẹ Sáu chừng nào vậy? À, thấy cổng phòng đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp không? Cô bé hay con nói con này nè cháy mẹ Ngân này cháy. Con nói mẹ Ngân. Mẹ Ngân ơi. Mẹ Ngân. Ba Bảo. Nửa gì đi đâu? Đi đâu? Giờ đi khám phá đó. Đi khám phá rồi đi. Thì đây nè mọi người ơi, hiện tại là Ngọc đã về tới nhà rồi, bây giờ là chị sẽ chuẩn bị ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình đầu tiên sau khi mà xuống máy bay. Thì hiện tại là mọi người rất là vui vẻ, rất là nói chung là rất là hào hứng. Rồi Ngọc cũng rất là đói bụng luôn, thì Ngọc sẽ xin kết thúc cái video mà hành trình về Việt Nam ở tại đây. Thì bắt đầu ngày mai Ngọc sẽ tiếp tục quay những cái video clip mà trong những cái ngày tháng tới Ngọc ở Việt Nam sẽ làm cái gì Ngọc sẽ gửi tới tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo.